Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát nghe lời nói ấy, tâm chẳng chìm đắm, chẳng kinh chẳng sợ, cũng chẳng buồn lo hối tiếc là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát ấy, khi tu hành như thế, chẳng thấy các tướng, chẳng thấy mình tu hành, chẳng thấy chẳng tu hành, chẳng thấy Bát Nhã Ba La Mật Đa là sở hành của mình, chẳng thấy quả vị giác ngộ cao tột là sở chứng của mình, lại cũng chẳng thấy nơi chứng lúc chứng vân vân bạch thế tôn đại bồ tát ấy khi tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng nghĩ thế này ta xa địa vị thanh văn và độc giác ta gần quả vị giác ngộ cao tột bạch thế tôn thí như hư không chẳng nghĩ thế này ta cách pháp này hoặc xa hoặc gần vì sao vì hư không không động cũng không sai biệt không phân biệt các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng giống như vậy chẳng nghĩ thế này ta xa bậc thanh văn và độc giác ta gần quả vị giác ngộ cao tột vì sao vì bát nhã ba la mật đa sâu xa không phân biệt bạch thế tôn thí như nhà ảo thuật chẳng nghĩ thế này pháp giống như huyễn cách ta xa còn huyễn cụ và huyễn sư thì cách ta gần đồ chúng tụ tập cũng gần cũng xa vì sao vì trò huyễn và nhà ảo thuật không có sự phân biệt các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng giống như vậy chẳng nghĩ thế này ta xa bậc thanh văn và độc giác ta gần quả vị giác ngộ cao tột vì sao vì bát nhã ba la mật đa sâu xa, không có sự phân biệt. Bạch Thế Tôn thí như hình ảnh chẳng nghĩ thế này, ta nhờ cái đó mà hiện cách ta gần, còn cái không nhờ cách ta xa. Vì sao? Vì hình ảnh hiện ra không phân biệt. Các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng giống như thế. Chẳng nghĩ thế này, ta xa bậc thanh văn và độc giác, ta gần quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? vì bát nhã ba la mật đa sâu xa không phân biệt bạch thế tôn các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không thương không ghét vì sao vì tự tánh thương ghét của bát nhã ba la mật đa sâu xa và tất cả pháp chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn như chư như lai ứng tránh đẳng giác, không thương không ghét. Các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng giống như thế, không thương không ghét. Vì sao? Vì chư Phật Bồ Tát đã đoạn trừ sự thương ghét. Bạch Thế Tôn như chư Như Lai ứng tránh đẳng giác, đoạn trừ vĩnh viễn tất cả vọng tưởng phân biệt. Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng giống như vậy, diệt trừ tất cả vọng tưởng phân biệt. Vì sao? Vì chư Phật Bồ Tát đối với tất cả pháp không phân biệt bạch thế tôn như chư như lai ứng tránh đẳng giác chẳng nghĩ thế này ta xa bậc thanh văn và độc giác ta gần quả vị giác ngộ cao tột các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa cũng giống như vậy chẳng nghĩ thế này ta xa bậc thanh văn và độc giác ta gần quả vị giác ngộ cao tột vì sao vì chư phật bồ tát không phân biệt